Đèn này có tên gọi là đèn led pha màu, phong cách gia đình sang trọng. Mình sẽ quay gần để mọi người thấy được cái thiết kế bên ngoài của đèn. Thiết kế bên ngoài của đèn rất là gọn, mọi người có thể dễ dàng treo lắp hoặc là chỉ có thể để ở dưới cái nền như thế này để pha màu. Đây những cái bức tường hoặc là pha màu cho ở những cái bức tranh rất là đẹp. Đèn này thì có thể trang trí cho phòng khách và trang trí cho những cái sảnh nhà hàng, khách sạn 5 sao sang trọng. Đèn có chế độ đổi màu theo nhạc và đổi màu chạy ô tô tự động. Đèn này sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 40 mét vuông. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế đến showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa BOL1 RO08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.